Chào mừng bạn đã trở lại Voila ngày hôm nay. Voila là kênh chia sẻ các câu chuyện, nhân vật và các sự kiện hấp dẫn trong thế giới Warhammer 40K, một thế giới grimdark huyền hoặc nhưng có sức cuốn hút nhiều khi. Kênh có lịch phát sóng vào 8 giờ tối thứ tư hàng tuần. Bạn có bao giờ thắc mắc về sức mạnh của hổ mang trong vũ trụ không? Theo quan điểm của Magnus the Red, Primarch của quân đoàn thứ 15, Thousands như sau. Without the light of chaos, the universe would stagnate and collapse. Only through this struggle can any advancement occur. Book of Magnet. Hãy cùng Voila khám phá thêm về cuộc phiêu lưu và sức mạnh của Magnus với video thứ 8 trong series Grimarch Son of the Emperor ngày hôm nay. Magnus the Red, còn được gọi là Crimson King, Sorcerer King, Cyclopean Magnus hay Red Cyclops, là Primarch của quân đoàn Thousand Suns, Chaos Space Marine. Là một người khổng lồ cả về thể chất lẫn tinh thần, trong khi là cư dân phàm trần của vật chất. Magnus từ lâu đã cố gắng hiểu và điều khiển Warp để trở thành một pháp sư có sức mạnh ghê gớm. Magnus cuối cùng đã không được lòng cha mình, hoàng đế, The Emperor. Và với phần lớn các Primarch anh em, do sự nhiệt tình ủng hộ và sử dụng năng lực đó của ông. Quả thực, đó sẽ là sự hủy hoại sinh tử của Magnus. Vì để báo trước việc Horus rơi vào tay Chaos, Magnus đã cố gắng sử dụng khả năng tâm linh nhằm cảnh báo hoàng đế, đã dẫn đến sự nguyền rủa và sự phục tùng của chính Magnus đối với vị thần hỗn loạn đầy mưu đồ, Trinch. Magnus dẫn quân và chiến đấu dưới ngọn cờ của Horus trong cuộc đại phản bội, sống sót sau các sự kiện và được nâng lên vị trí Demon Prince. Magnus đã dành phần lớn thiên niên kỷ kể từ khi ẩn náu trên hành tinh pháp sư Planet of Sorcerers và lên kế hoạch hủy diệt Imperium. Phần 1. Thời gian đầu đời. Magnus, khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, đã bị dịch chuyển đến thế giới thuộc địa xa xôi, Prospero. Magnus là người duy nhất trong số các anh em hoàn toàn nhận thức được sự ra đời và phát triển, đồng thời nhớ trọn vẹn thời thơ ấu của mình. Ông cũng thường xuyên liên lạc với hoàng đế bằng thần giao cách cảm trước khi họ chính thức đoàn tụ. Magnus đã vô cùng may mắn khi đặt chân đến Prospero, vì bất cứ nơi nào khác, bản chất tâm linh sẽ khiến ông trở thành kẻ bị ruồng bỏ, xa lánh và bị săn lùng. Prospero là một thế giới của những sai cơ bị ruồng bỏ, khiến ông chẳng có gì đặc biệt trong mắt họ. Họ đã chọn Prospero vì nó cách xa Terra. Khi Magnus từ trên trời rơi xuống, nó giống như một ngôi sao chổi báo điềm gỡ. Được dạy dỗ bởi học giả sai cơ nổi tiếng Amon, Magnus trở thành người bảo trợ của các học giả và nhanh chóng có được sức mạnh của họ, rồi vượt qua họ về nhiều mặt. Magnus thậm chí còn sớm lu mờ quyền lực của Amon. Magnus thành thạo mọi chương trình đào tạo sai trích và nhanh chóng vượt qua những bậc thầy để trở thành một sai cơ vĩ đại nhất hành tinh. Magnus trở thành người hùng của Prospero khi ông lãnh đạo một chiến dịch thanh trừng Shinuin khỏi Prospero, kẻ trong nhiều thế kỷ đã tàn phá dân số của hành tinh. Khi mối đe dọa được loại bỏ, Magnus đã xây lại nhiều thành phố của Prospero, nổi bật nhất là Tisca, nơi trở nên nổi tiếng vì vẻ đẹp và sự lộng lẫy của nó. Các học giả chính của Prospero sống sót sau cuộc chiến với Shinuin đã trở thành người sáng lập giáo phái Thousand Suns. Với sức mạnh tâm linh hiện diện trong web, không lâu sau đó, hoàng đế của nhân loại nhận thấy sự hiện diện của Magnus và chỉ đạo các hạm đội viễn chinh cuộc thập tự chinh vĩ đại tiến đến Prospero. Khi hạm đội của ngài đến Prospero vào năm 840, thiên niên kỷ thứ 30, hoàng đế đã đặt chân vào khu vực rộng lớn của Tisca. Ngài và Magnus ngay lập tức ôm lấy nhau và trò chuyện như thể cả hai đã biết nhau nhiều năm về trước. Sau đó, Magnus và hoàng đế tham gia vào các chuyến du hành chung kéo dài hàng thập kỷ mặt trời, cùng nghiên cứu về Immaterium. Với việc hoàng đế truyền đạt kiến thức sâu hơn cho Magnus, cùng với nhiều cảnh báo về những nguy hiểm vốn có khi lạm dụng quá mức những món quà của Shaker do các thực thể đen tối tồn tại trong Warp vẫn luôn tìm cách thao túng người phàm vì lợi ích xấu xa của chúng. Phần 2. Cuộc thập tự chinh vĩ đại. Quân đoàn 15, sau đổi tên thành Thousand Suns, đã thừa hưởng tài năng Shaker từ mẫu gen có sức mạnh tâm linh của Magnus. Tuy nhiên, genetic của quân đoàn 15 không ổn định về mặt di truyền,
thường dẫn đến những đột biến tràn lan và không mong muốn, được gọi là flash gen, dẫn đến cơ thể vật chủ đào thải các bộ phận nội tạng của Space Marine và mất ổn định về mặt tinh thần. Legion đã suy yếu đáng kể vì những vấn đề này. Người ta nói rằng Legion có tên như vậy là do chỉ có khoảng 1.000 Astati ổn định còn hoạt động vào thời điểm Magnus được hoàng đế tìm thấy trên Prospero. Quân đoàn theo Shenzhen không được phép tham gia cuộc thập tự chinh vĩ đại ngay từ đầu. Họ còn đứng trước nguy cơ bị một số quan chức cấp cao của Imperium ủng hộ việc giải tán và an tử cho các thành viên. Tuy nhiên, Magnus đã cầu xin hoàng đế cho ông một cơ hội để tìm cách ngăn chặn các đột biến tràn lan này. Hoàng đế đã đồng ý, và sau nhiều thập kỷ nỗ lực không ngừng, Magnus cuối cùng đã thành công. Những đột biến bất thường đang tàn phá quân đoàn của ông đã dừng lại. Nỗ lực này có một cái giá phải trả. Magnus bị mất mắt phải. Để ngăn chặn các đột biến, Magnus đã sẵn sàng hợp tác với các thực thể Daemon từ web, mà ông chưa hiểu được bản chất thực sự của chúng vào thời điểm đó. Ông vô tình bị Chaos Godwin đánh lừa rằng ông đã đánh bại các thực thể web và rằng ông đã thực sự tìm ra phương pháp chữa trị cho quân đoàn của mình. Mặc dù trên thực tế, Magnus chỉ thực hiện một thỏa thuận với quỷ dữ và có được sức mạnh pháp sư cần thiết để tạm thời ngăn chặn các đột biến. Tất cả những điều này là một âm mưu toan tính do Strange tạo ra để khiến Magnus ngày càng kiêu ngạo trước món quà Shaker của mình, thúc đẩy Magnus theo đuổi những hình thức ma thuật đồi bại hơn, mà cuối cùng sẽ dẫn đến sự tha hóa bởi Chaos. Khoảng 100 năm sau, quân đoàn Thao Sơn Sơn cuối cùng đã được phép tham gia The Great Russia với tư cách là hạm đội viễn chinh thứ 28. Magnus đã chiến đấu dũng cảm và thành công trong cuộc thập tự chinh vĩ đại và trở nên thân thiết với Horus, Logar và Chagatai Khan. Nhưng ông luôn là một chỉ huy hoang dã và nóng nảy. Trong suốt cuộc thập tự chinh, ông đã tiếp xúc với nhiều nền văn hóa bị cô lập lâu đời, nơi tâm linh học được phép phát triển. Mặc dù được hoàng đế cảnh báo tránh xa những vấn đề như vậy, Magnus vẫn bắt đầu thu thập những truyền thuyết bí ẩn từ khắp thiên hà và biên soạn một bộ sách ma thuật đồ sộ, mà sau này được gọi là quyển sách của Magnus, Book of Magnus. Cuộc thập tự chinh càng đi xa khỏi Terra, họ càng gặp nhiều sinh vật bị ảnh hưởng bởi Web. Điều này đương nhiên khiến Magnus cảm thấy tồi tệ vì khả năng điều khiển web của ông cũng giống như những sinh vật này. Limanrus và Motarian đều không tin tưởng Magnus do ông sử dụng web. Sự ngờ vực đến mức Magnus và Rus gần như bùng nổ tại Acric Secundus khi tranh cãi về số phận của thư viện vĩ đại của hành tinh. Và cuộc đổ máu chỉ được ngăn chặn nhờ sự can thiệp của Logar. Để giải quyết tranh chấp này, hoàng đế kêu gọi một cuộc họp về việc sử dụng các sức mạnh tâm linh. Họ tập trung tại Nikea và hoàng đế chủ trì cuộc tranh luận. Hoàng đế cuối cùng đã ra phán quyết sắc lệnh Nikea rằng chỉ những nhà thiên văn và những nhà điều hướng Navigator mới được dung thứ. Các tổ chức Librarium phải bị giải tán và sức mạnh của web sẽ bị cấm. Magnus không hài lòng với kết quả. Tuy nhiên, ông vẫn trung thành với Imperium và cố gắng khuyên can người bạn Logar của mình là đừng cố gắng khám phá bí mật của web vì sợ rằng nó có thể hủy hoại Logar. Phần 3. Dị giáo Horus. If I am guilty of anything, 'tis the simple pursuit of knowledge. Magnus the Red. Magnus quay trở lại Prospero, có ý định bí mật theo đuổi các thí nghiệm ma thuật của mình. Ông nhìn vào web và nhìn thấy hình ảnh về cuộc nổi dậy của Horus, cũng như vai trò của tất cả các quân đoàn sẽ đảm nhận, ngoại trừ quân đoàn của ông. Đi vào tâm trí của anh trai mình khi Horus đang trải qua một nghi lễ hỗn mang do Erebus và những người sùng bái khởi xướng trên Davin. Magnus đã cố gắng thuyết phục Horus tránh xa dị giáo và trung thành với hoàng đế. Khi điều đó không thành công, Magnus quyết định cảnh báo hoàng đế thông qua phép thuật xuất hồn, bởi vì đang có một cơn bão web chặn các thông điệp thiên văn tới Terra. Khi hình dạng linh hồn của ông tỏa sáng xuyên qua web, ông đi ngang một hành lang webway dẫn đến Terra và quyết định đi đường tắt xuyên qua nó. Magnus không biết rằng hành lang đặc biệt này được hoàng đế xây dựng và là một phần trong dự án webway tuyệt mật của ngài. Magnus cố gắng chọc thủng bức tường và hành lang trong vô ích. Nhưng sau đó, một giọng nói ẩn danh từ bên trong web
đã trao cho Magnus sức mạnh bổ sung mà ông cần. Và Magnus quá tự tin nên đã chấp nhận mà không hề thắc mắc. Magnus xé một lỗ thủng trên bức tường và đi theo hành lang đến Terra, xuyên qua cánh cổng bên dưới ngai vàng. Sự vi phạm đã cho phép Daemon xâm chiếm Webway và phá hỏng dự án Webway của Hoàng đế. Quá tức giận, Hoàng đế không nghe lời cảnh báo của Magnus và trục xuất sự hiện diện của Magnus trong web ngay tại thời điểm đó. Vụ vi phạm bên trong Webway được gọi là sự kiện điên rồ của Magnus, Magnus Folly. Sau đó, Hoàng đế phái Limanrus và quân đoàn Speywolf đi bắt và áp giải Magnus về Terra để hỏi tội. Tuy nhiên, Limanrus sau đó đã được Horus liên lạc, người đã âm mưu thuyết phục Rus về sự cần thiết phải tiêu diệt Thousand Suns thay vì chỉ bắt Magnus về Terra. Từ đó dẫn đến sự kiện Burning Up Prospero, khi mà quân đoàn Speywolf không cho Magnus cơ hội thanh minh, mà ngay lập tức bắn phá và đổ bộ tấn công Prospero. Magnus kinh hãi chứng kiến những thư viện vĩ đại và những kho lưu trữ phức tạp mà ông đã dày công thu thập và gây dựng đã bị thiêu rụi. Khi giao chiến với Limanrus, ngay khi Speywolf Primarch chuẩn bị tung đòn cuối cùng, Magnus và lực lượng của mình biến mất vào web nhờ một nghi lễ mà Magnus đã cùng Ahriman chuẩn bị từ trước. Ở đó, Magnus tìm thấy thứ ông mong muốn: sức mạnh tâm linh không giới hạn và cơ hội báo thù. Cuối cùng, đầu hàng lực lượng Chaos, Magnus đã lấy đi tất cả những gì ông có từ Prospero, từ Imperium và web mãi mãi. Hình dạng vật lý của Magnus đã bị phá hủy trong trận chiến chống lại Rust và hiện tồn tại như một sinh vật có khả năng web hữu hình trong Eye of Terra cùng với quân đoàn Thousand Suns. Tuy nhiên, trên thực tế, ông đã bị vỡ thành nhiều mảnh hoạt động độc lập với nhau. Một trong những mảnh vỡ của Magnus sau đó xuất hiện dưới dạng hình chiếu ma mị ở tàn tích của Prospero dành cho Chagatai Khan và nói với anh trai mình rằng đã đến lúc phải chọn một phe trong cuộc xung đột. Một mảnh vỡ khác xuất hiện trên tàu Salamander, Battle Bay Charybdis. Lần này là một hình ảnh tinh thần. Ở đó, Magnus trò chuyện với đội trưởng Atalus Numion, hỏi ông sẽ hy sinh điều gì để thấy Vulcan được phục hồi và đã giúp đỡ con tàu vượt qua cơn bão Run. Những lời của Magnus với Newman cuối cùng là chất xúc tác khiến Captain Salamander hy sinh bản thân để hồi sinh Vulcan. Hình dạng chính của Magnus cư trú trên Planet of Sorcerer nhưng đang vụn vỡ dần. Ahriman rời đi để truy tìm những mảnh vỡ được cung cấp một vị trí mơ hồ gồm 5 mảnh vỡ sau khi Amon tạm thời biến thành Magnus trên tàn tích của Prospero. Cuối cùng, Ahriman có thể phục hồi được 4 mảnh. Điều này cho phép Magnus khôi phục phần lớn sức mạnh đã mất của mình và ngăn chặn sự suy thoái phân rã vào hư vô. Magnus sau đó xuất hiện trở lại với tư cách là người đứng đầu đội quân Thousand Suns trên Yulina, đáp lại lời kêu gọi tập hợp của Horus ở đó để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Terra. Không lâu trước cuộc vây hãm Terra, Magnus và Ahriman đã hành trình đến tàn tích của Prospero để phục hồi Daemon Shaitan để sử dụng chống lại sự che chắn tâm linh của Hoàng đế đối với Terra. Trong giai đoạn đầu của cuộc vây hãm, Magnus xuất hiện trong hội đồng chiến tranh phản bội trên tàu Vengeful Spirit, tư vấn về cách vô hiệu hóa rào cản tâm linh của Hoàng đế, ngăn cản sự xuất hiện của Daemon trên Terra. Trong cuộc vây hãm Terra, Magnus ban đầu vắng mặt, thậm chí cả Mankado cũng không biết ông đang ở đâu hoặc đang làm gì. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của cảng vũ trụ Lion Gate, tin đồn bắt đầu lan truyền rằng Magnus cuối cùng đã xuất hiện và Mankado tin rằng ông đang sử dụng sức mạnh tâm linh của mình để làm suy yếu Hoàng đế. Tại Saturnine World, Magnus đã ra tay, tập hợp tất cả 9.000 Thousand Suns trên Terra để tấn công khu vực Tây bán cầu của cung điện. Tuy nhiên, đây chỉ là một mưu mẹo của Magnus, kẻ đã lợi dụng sự hỗn loạn để xâm nhập vào Sanctum Imperialis cùng với Ahriman, Mankara, Amon và Astrahasis. Bằng cách che giấu tâm hồn mình thành các Blood Angels, Magnus và đoàn tùy tùng di chuyển qua đài quan sát vĩ đại, nơi Crimson King bất ngờ cứu một nhóm người tị nạn khỏi bom Phosphate. Sau khi xâm nhập sâu bên dưới cung điện qua sảnh len, Magnus đến gặp Mankado và Olivia Shureka tại bờ của một hồ nước ngầm lớn.
Mankado mời Magnus chơi một trò chơi tự sát với Shureka. Và mọi chuyện nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng Mankado đang cố gắng biến Crimson King theo mục đích của mình. Tuy nhiên, khi Mankado tiết lộ mảnh vỡ của Magnus bị mất trên Terra, giờ đã nằm ngoài tầm với của Magnus vì đã được cấy vào Genus. Primarch trở nên tức giận và dường như đã giết Mankado. Mặc dù rõ ràng là bị chấn động bởi những gì mình đã làm trong cơn thịnh nộ, nhưng Magnus vẫn quyết định tiến vào phòng ngai vàng của hoàng gia với ý định giết chết hoàng đế. Khi họ tiến sâu hơn vào ngục tối hoàng gia, Magnus và đoàn phải đối mặt với hình ảnh của hoàng đế được mệnh danh là Revelation trong sảnh chiến thắng. The Revelation dẫn họ đến phòng ngai vàng, nơi Magnus đến trước hoàng đế trên ngai vàng, quyết tâm thực hiện lời thề giết cha. Magnus đã xóa bỏ hình ảnh của The Revelation và dùng quyền trượng để dán một đòn kết liễu vào hoàng đế trên ngai vàng. Tuy nhiên, trước khi ông có thể thực hiện hành động, ông đã bị Vulcan chặn lại. Đôi mắt của hoàng đế đột nhiên mở ra và Magnus thấy mình đang lơ lửng trong không khí cùng cha mình và chứng kiến cho sự trỗi dậy và sụp đổ của nhiều đế chế trong thiên hà. Hoàng đế cho Magnus thấy một tương lai nơi các Primarch không bao giờ chống lại Imperium và thế giới cuối cùng trong thiên hà đã bị chinh phục nhân danh loài người. Trong tương lai này, Magnus ngồi trên ngai vàng để cung cấp năng lượng cho Imperial Webway, nhưng linh hồn của ông luôn ở trong trạng thái Perpetual Bliss khi nó trôi dạt trong cõi phi vật chất cùng hoàng đế để khám phá giới hạn của kiến thức vũ trụ. Hoàng đế tuyên bố rằng tương lai này có thể xảy ra và Magnus có thể trở lại phe trung thành với tư cách là người đứng đầu một quân đoàn mới đang được chuẩn bị cho ông. Cùng nhau, hoàng đế và Magnus sẽ trục xuất những kẻ phản bội khỏi Terra và thực hiện cuộc đại thanh trừng. Tuy nhiên, cái giá phải trả rất đắt. Vì hoàng đế tuyên bố Tarsensians bị đày đọa do sự phép trên tràn lan, họ không thể theo Magnus trở lại vòng tay hoàng đế và sẽ cần phải bị thanh trừng. Cái giá này quá đắt đối với Magnus. Và ông lại tấn công hoàng đế, nhưng lại nhận ra mình đang chiến đấu với Vulcan. Trong trận chiến, Magnus gần như đã đánh bại Salamander Primarch. Trước khi Vulcan có thể tung đòn cuối cùng, Magnus cuối cùng đã trao toàn bộ mọi thứ của mình cho Chaos, biến đổi lên một dạng Etheric mới và bị trục xuất bởi các quơ chống Demonic của Imperial Dungeon. Magnus bây giờ đã hoàn toàn cam kết với mục đích phản bội. Sau lần xuất hiện đó, Magnus mang hình hài có cánh và móng vuốt của Trinch. Ông du hành vào Imperial Webway, thực hiện một nghi lễ tâm linh nhằm tiêu hao sức mạnh còn lại của hoàng đế, để Daemon có thể xuất hiện ngay cả bên trong chính Sanctum Imperialis. Vulcan được Mankado phái đi để tiêu diệt Magnus khi cổng Infinity bị bao vây. Sau cuộc hành trình đến thành phố bất khả thi đến Webway, Vulcan cuối cùng cũng đến trước Magnus. Một lần nữa phớt lờ những thao túng của anh trai mình, cả hai lao vào đánh nhau. Magnus đã thử mọi cách có thể để giết anh trai mình. Ông chặt đầu Vulcan bằng Corpse, làm Vulcan ngạt thở bằng cách biến phổi của ông thành hổ phách, hút hết máu của Vulcan và thiêu sống Vulcan bằng ngọn lửa tâm linh. Tuy nhiên, không có tác dụng gì, Vulcan liên tục tái sinh và tấn công Magnus. Magnus ngày càng tuyệt vọng. Ông bước vào tâm trí Vulcan với tư cách là một quý tộc mà ông từng là, cố gắng giải thích hành động của mình. Tuy nhiên, Vulcan đã mắng mỏ Magnus vì việc sử dụng ma thuật kiêu ngạo và liều lĩnh đã biến ông thành nô lệ cho Chaos. Trong Webway, Vulcan đứng phía trên Magnus sẵn sàng tung đòn kết liễu. Tuy nhiên, ông vẫn do dự mặc dù chính hoàng đế đã ra lệnh cho Salamander Primarch giết Magnus. Magnus tận dụng thời điểm này để giải phóng câu thần chú vô hiệu hóa Vulcan ở cấp độ tế bào. Tuy nhiên, khi Vulcan tan rã, ông vẫn có thể kịp vung búa, đập vỡ đầu Magnus và trục xuất gã vào Warp. Phần 4. Hậu dị giáo Horus. Sau thất bại của Horus Heresy, một thế lực mới được thành lập bởi Ahriman với Trinch để ngăn chặn sự đột biến. Họ thi triển một phép thuật hùng mạnh để chống lại sự tha hóa. Hành tinh Pháp Sư, thế giới mới của Tarsensians, đang tỏa ra những tia sét dữ dội màu xanh và vàng, hạ gục bất kỳ Space Marine nào
cho đến khi Magnus can thiệp. Sự đột biến của các Thousand đã bị dừng lại, nhưng phải trả giá đắt. Cơ thể họ bị biến thành cát bụi và áo giáp của họ bị phong ấn. Magnus triệu tập Ahriman và mắng mỏ về những gì anh ta đã làm. Khi Ahriman phản đối, Magnus đã chiến đấu và chiếm thế thượng phong. Ahriman không thể sánh được với Primarch nên đã bị hạ gục. Nhưng ngay khi Magnus giơ nắm đấm định giết ông, chính Trinx đã lên tiếng. Magnus, ông tiêu diệt những con tốt của tôi dễ dàng như vậy sao? Sau đó, Magnus biết rằng chủ nhân đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này. Vì vậy, ông đã tha cho Ahriman và trục xuất ông cùng hội đồng trong một cuộc tìm kiếm vĩnh viễn để tìm hiểu Trinx. Mặc dù biết kế hoạch của Trinx đã dẫn đến số phận này, Magnus vẫn vô cùng tức giận khi thấy quân đoàn mà ông đã hy sinh rất nhiều, quân đoàn học giả của ông đã bị biến thành những người máy, thậm chí không còn khả năng suy nghĩ. Khi thế giới quê hương của ông bị mất và quân đoàn của ông bị hủy hoại, Magnus leo lên đỉnh tháp của mình và thề, giống như Horus, rằng ông sẽ chứng kiến cả thiên hà nằm trong biển lửa. Sau đó, để tìm cách trả thù Speywolf vì sự kiện thảm họa Prospero, Magnus đã lãnh đạo quân đoàn Thousand tấn công vào Fenris, quê hương của Speywolf. Trận đấu này gọi là Battle of the Fen. Trong nhiều năm kể từ dị giáo, Magnus ngày càng trở nên xa cách và tách biệt khỏi quân đoàn của mình, cũng như những diễn biến của Materium. Ông dành phần lớn thời gian trong Warp tiến hành trò chơi vĩ đại của các vị thần bóng tối. Một thời gian sau vào thiên niên kỷ thứ 41, Ahriman đã cố gắng sử dụng Rubric thứ 2 của mình trên hành tinh Pháp Sư để chữa trị cho quân đoàn. Tuy nhiên, Magnus đã phát hiện và chiếm đoạt nghi thức để đồng hóa với nhiều mảnh vỡ của chính mình hơn nữa. Magnus hiện nay đã gần hoàn thiện, nhưng những mảnh vỡ bị mất lại là những mảnh thể hiện phẩm chất cao quý nhất của ông. Phần 5. Thời gian gần đây, Magnus đã quay trở lại Materium vào những năm cuối của thiên niên kỷ thứ 41 trên vùng tuyết Fenris, quê hương của kẻ thù lớn nhất là Speywolf. Magnus đã chuẩn bị cho cuộc xâm lược trong nhiều thế kỷ, gieo rắc sự tha hóa của Wolfen trên khắp Chapter, làm hỏng transit của Speywolf trong Battle of the Fen và sử dụng Trangling để điều khiển một cuộc tấn công của đế chế. Cuộc xâm lược của Magnus cuối cùng đã bị Liên minh Imperium đánh bại và ông bị trục xuất trở lại Warp bởi Logan Grimner. Tuy nhiên, Magnus đã thành công trong mục tiêu cuối cùng của mình, sử dụng sự hy sinh để vận chuyển hành tinh Pháp Sư qua Prospero và tạo ra Warp Rift khổng lồ. Trong cuộc thập tự chinh Terran, Magnus một lần nữa tái xuất. Lần này là người đứng đầu hạm đội Thousand Suns trên một con tàu khổng lồ giống như kim tự tháp vĩ đại của Tikkar. Magnus đã dàn dựng một nghi lễ chứng kiến đoàn thám hiểm của Primarch Robert T. Gilliman tái sinh bị mắc kẹt trong Maelstrom. Tuy nhiên, trên thực tế, Magnus đã đoán trước được việc họ thoát khỏi cái bẫy này và một lần nữa xuất hiện để gặp lực lượng của Gilliman bên trong Webway. Kế hoạch của Magnus là lừa các đồng minh Harlequin của Gilliman mở một cánh cổng tới Terra, cho phép lực lượng của chính ông tràn qua. Tuy nhiên, Gilliman đã nhìn thấu được kế hoạch và thay vào đó đã đến mặt trăng Luna thay vì Terra. Trong trận chiến trên Luna sau đó, Magnus và Gilliman đã chiến đấu với nhau. Magnus chiếm thế thượng phong cho đến khi Sister of Shailen đến từ Terra làm suy yếu sức mạnh của Magnus, đủ để Gilliman đâm xuyên ngực ông. Magnus bị buộc phải quay trở lại cổng Webway. Magnus sau đó đã xuất hiện với tư cách là người đứng đầu của một đội quân Trinchian vĩ đại trong cuộc xâm lược khu vực Stygius. Ông xuất hiện trở lại Prospero ngay sau khi kết thúc cuộc thập tự chinh Indomitus, với mục đích khai thác các cổng được phát hiện gần đây trên thế giới để triệu hồi một đội quân Daemon. Tuy nhiên, kế hoạch của ông đã bị Speywolf phá hỏng. Ở đỉnh điểm của trận chiến, Magnus bị phân tâm bởi Lucas the Trickster, người đã đưa cho ông câu thần chú cần thiết để mở khóa, mà thực chất chỉ là một mảnh giấy vô dụng. Sự mất tập trung đã cho phép Lucas và những con sói cuối cùng còn lại trốn thoát. Kể từ khi mở ra Great Rift, Magnus có ý định nhân nhân loại lên thành một chủng tộc tâm linh thực sự. Tạo ra luồng khí pháp sư từ hành tinh Prospero mới được chuyển đến, ông có ý định tạo chỗ đứng cho Trinx
trong Materium. Aura của ông đẩy nhanh tốc độ đột biến Chaos trong phạm vi ảnh hưởng, đồng thời thu hút các Shaker đến Planet of Sorcerer. Ông đã cố gắng thực hiện một nghi lễ để đạt được điều này trong sự kiện Psychic Awakening, nhưng đã bị Imperium ngăn cản trong khi lực lượng Dark Angel và Grey Knight đã phối hợp và mở một cuộc tấn công vào Sotiarius. Phần 6. Khả năng và hiện trạng các mảnh vỡ. Trên hết, Magnus là một Shaker cực kỳ mạnh mẽ, không kém cạnh Mankado trong Imperium và chỉ đứng sau Hoàng đế. Magnus có khả năng thay đổi kích thước và hình dạng của mình theo ý muốn, tiêu diệt nhiều kẻ thù cùng lúc bằng các cuộc tấn công tâm linh. Và một trong số các ít Primarch có thể một mình chiến đấu với các Titan khổng lồ. Khả năng nhìn vào tương lai cho phép ông dự đoán và thấy trước hầu hết các sự kiện. Sức mạnh của Magnus lớn đến mức người ta suy đoán rằng Hoàng đế có ý định sử dụng ông để cung cấp năng lượng cho Ngai Vàng, một nhiệm vụ mà đã nhanh chóng giết chết cả Mankado. Ngoại hình của Magnus là sản phẩm phụ của sức mạnh tâm linh. Primarch Logger nói rằng chưa ai từng nhìn thấy hình dạng thật của Magnus. Sau cái chết cận kề dưới bàn tay của Limanrus trên Prospero, ít nhất một phần của Magnus đã bị phân tán thành nhiều mảnh vỡ. Những bóng ma tâm linh này có tính cách và lý tưởng riêng. Họ dường như hoạt động độc lập với nhau và hầu hết được các nhóm của Ahriman kết hợp lại với Magnus trong dị giáo Horus. Các mảnh được biết đến bao gồm The Crimson King, mảnh vỡ của Magnus trên hành tinh Pháp Sư và được xem là Magnus chính. The Shards of Prospero, mảnh vỡ này đã thúc giục cho Gatai Khan chọn một phe trong cuộc chiến và có vẻ trung lập với cả Horus và Hoàng đế, bị tiêu diệt bởi Khan. The Shards of Callista Eris, được tìm thấy trong bình đựng tro cốt của Callista Eris, được Limeon Goldman mang theo khi bị giam giữ ở Kamiti Sona. The Shards of Agoru, đại diện cho khía cạnh chiến binh của Magnus, được tìm thấy trên Agoru. The Shards of Cadmus, đại diện cho hành trình tìm kiếm kiến thức đã mất của Magnus, được tìm thấy ở Terra, sâu trong núi Citeran trong quá khứ. Ahriman phải du hành về quá khứ để lấy lại mảnh vỡ. Mảnh vỡ này đã hỗ trợ cho Captain Atalus Newman của Salamander trên chiếc Fire Ark và dẫn đường cho con tàu đang chở thân thể của Vulcan đi qua Ruinstorm đến Nocturne để hồi sinh vị Primarch này. The Shards of Nicaea thể hiện cảm giác bị phản bội của Hoàng đế và đế chế, được tìm thấy trên thế giới Nicaea, nơi tổ chức cuộc họp đưa ra sắc lệnh Nicaea cấm sử dụng ma thuật trong đế chế. The Shards of Terra, đại diện cho đức tính cao quý của Magnus, được Mercado the Sigillite lưu giữ trên Terra. Mảnh vỡ này rình rập trong ngục tối hoàng gia và cuối cùng bị Mercado phong ấn vào cơ thể của Revion Avida. Nghi thức không diễn ra như kế hoạch và một sinh vật mới xuất hiện, được gọi là Aeneas. Trong cuộc vây hãm Terra, Magnus đã cố gắng thu hồi mảnh vỡ này và nổi cơn thịnh nộ khi được Mercado nói rằng giờ đây nó đã nằm ngoài tầm với của gã. The Shards of Athenaeum of Calamachus, đại diện cho sự thao túng, bí mật và sự thay đổi, gắn liền với Athenaeum để gieo hạt giống của Rubric thứ hai trong tâm trí Ahriman. Sự báo thù của Magnus, một mảnh vỡ đại diện cho cơn thịnh nộ và giận dữ của Magnus, biến thành một thực thể giống Daemon và gắn liền với Astraos the Oathtaker. Nó đã được Crimson King hấp thụ. The Shards of Ahriman, chính bản thân Ahriman không hề hay biết mảnh vỡ này sống trong cung điện tâm trí của Ahriman. Phần 7. Vũ khí trang bị. Tiền dị giáo Horus, chiến giáp The Horned Primarch, bộ giáp Artificer Armor độc đáo của Magnus được cho là một thứ có sức mạnh tâm linh hữu hình và năng lượng Imperial, vì nó là một cấu trúc vật lý thay đổi hình dạng và diện mạo theo ý muốn của ông. Tuy có vẻ ngoài thô sơ, nhưng nó đã bảo vệ Magnus chống lại các loại vũ khí cận chiến và tầm xa màng rợ nhất. Cho đến ngày nay, tấm áo giáp che phủ cơ thể Demonic của Magnus được tô điểm bằng các ấn tích Trench trong Dark Tungle,
biểu tượng tục tiểu tạo ra một tấm giáp điên rồ. Lưỡi đao của Anunura, Red of Anunura, mang hình dạng đặc biệt của vũ khí lưỡi liềm, giống như Carpes của vị thần chiến tranh của thế giới Prospero trong huyền thoại cổ đại. Anunura, vũ khí thần lực này kết hợp truyền thuyết cổ xưa và công nghệ vũ khí của đế chế. Nó có khả năng gây chết người đối với các sinh vật sống cũng như các trang thiết bị, động cơ chiến tranh. Lời răng ma pháp Arcane Litanis. Người mang Arcane Litanis được bảo vệ khỏi sức mạnh của Waff và những sinh vật đến từ đó. Hỏa linh mãng xà Versailles Serpenta. Một khẩu súng plasma pistol cầm tay có kích thước khổng lồ, dường như được bay lên để ông nắm bắt khi cần. Luôn có một số tranh luận, ngay cả trong quân đoàn của Magnus, liệu vũ khí plasma mạnh mẽ này thực sự là một thiết bị hay chỉ đơn giản là biểu hiện sức mạnh tâm linh của ông ở dạng vật chất. Hậu dị giáo Horus. Đao của Magnus, Blade of Magnus, trước đây được gọi là Blade of Anunura. Trước khi Primarch rơi vào Chaos, vũ khí Prospero cổ xưa này được rèn dưới hình dạng một thanh kiếm liềm Corpes thay đổi hình dạng theo ý muốn của Magnus, và sức mạnh gây đột biến của nó lan rộng đến các nạn nhân của hắn. Với điều này, ông xuyên thủng hàng ngũ của kẻ thù, chia đôi thân xe tăng, cắt đứt linh hồn khỏi cơ thể vật chất. Đối với những người không lập tức biến thành một vũng máu hoặc một ngọn lửa, một số phận thậm chí còn tồi tệ hơn đang chờ đợi. Thanh kiếm bị phù phép biến đổi xác thịt của nạn nhân, truyền cho họ sức mạnh hỗn mang, để sinh ra một Chaos Span quằn quại. Vương miện của Crimson King, Crown of the Crimson King. Vầng sáng rực rỡ của sức mạnh tâm linh bao quanh sừng của Magnus, bảo vệ cả tâm trí và cơ thể ông khỏi bị tổn hại. Chiếc vương miện có sừng lớn trang trí trên đầu của Crimson King này tỏa ra luồng năng lượng quá bảo vệ, che chắn cho bản chất thể chất và tinh thần của ông. Sự vô ích của việc chống lại cơn thịnh nộ của Magnus trở nên rõ ràng khi hỏa lực của kẻ thù tan biến một cách vô hại trước khi tấn công ông. Những tia tâm linh sẽ biến thành những tia lửa yếu ớt, và những thanh kiếm khổng lồ sẽ bị khựng lại khi chạm vào rào cản Ethnic này. Magnus! Guillemin hét qua mạng truyền tin Vox, tìm kiếm xung quanh. Vị Primarch biết người em trai có tài năng đáng ngờ của mình, có thể nghe thấy lời nói của ông, ngay cả trong khoảng không gian trống rỗng. Ta biết tốt hơn là không nên nghĩ rằng người đã chết. Hãy đối mặt với ta. Tiếng cười sâu vang lên xung quanh Guillemin, một âm thanh đầy ác ý. Khi ông quan sát, hình dạng ma mị của Magnus trỗi dậy từ đống đổ nát và lơ lửng lờ mờ phía trên ông. Demon Primarch đang vật chất hóa bản thân, to lớn và đầy đe dọa. Tốt lắm, Jupiter. Magnus cười lớn, và lời nói của ông gợi lên những cơn mưa rào như pha lê rơi xuống mặt đất nhợt nhạt. Tại đây, bằng xương bằng thịt, và bằng cách nào đó, anh ở đây. Magnus nghiêng đầu sang một bên và cười tự mãn. Tôi không nhớ trông anh có vẻ tầm thường đến thế. Vậy thì, mời thi điên kỹ cũng khiến người kiêu ngạo không kém. Guillemin hỏi, thận trọng bao quanh kẻ thù cao chót vót. Bên trong chiếc mũ trụ của ông, một vẻ ghê tởm làm biến dạng nét mặt quý tộc khi ông nhìn vào hình dạng đột biến quái dị của Crimson King. Chắc chắn những năm tháng đó đã không mang lại cho người lòng tốt nào. Magnus thở dài. Để thế nào anh có thể có những kế hoạch lớn lao với tầm nhìn hạn hẹp như vậy, lại luôn lảng tránh tôi? Demon Primarch nói, năng lượng khuấy động khi chúng tập trung xung quanh thanh kiếm của ông. Đây, sức mạnh thực sự trông như thế nào? Ta không thấy sức mạnh nào ở đây cả. Guillemin nói, lắc đầu thất vọng. Ta nhìn thấy sự tha hóa và sự nô lệ của những con quái vật được tôn thờ như thần thánh. Về điều đó, Jupiter. Magnus cười lớn, liếc nhìn những người trung thành đang chiến đấu gần đó. Có lẽ cuối cùng, chúng ta cũng có thể nói là đồng quan điểm.
Nụ cười của pháp sư Cyclopin biến thành một nụ cười khinh bỉ khi Magnus nhận thấy anh trai mình đang liếc nhìn lên bầu trời phía trên. Hy vọng giữ các người con của tôi và tôi ở lại cho đến khi viện binh của Imperium thối nát đến để cứu anh. Hôm nay tôi có thể không đến được phòng gai vàng của cha chúng ta, nhưng tôi hứa rằng anh cũng sẽ không. Anh sẽ chết rất lâu trước khi có sự giúp đỡ. Chỉ điều đó thôi cũng đáng giá cho tất cả rắc rối này. Video về người con trai thứ 8 được The Emperor tìm thấy đến đây là kết thúc. Phoenla xin cảm ơn và hẹn gặp lại.